ở Thượng Hải mới khai trương, đó là Blue Bottle. Thì nó mở trên một cái con đường rất là đẹp, nó giống như ở Xin Thiên Ti vậy á. Nhưng mà con đường này là một con đường mới bắt đầu phát triển gần đây, bởi vì là cái con đường này họ bắt đầu cải tạo lại. Thì let's go. Blue Post thì mời các bạn tham quan. Đây là tất cả những cái dụng cụ POSM của Blue Post. Cái này là ly giữ nhiệt, họ dùng rất là đơn giản nhất, đó là màu trắng. Sau đó thì chỉ còn một cái Blue Bottle, thì là một cái chai màu xanh, đó là biểu tượng của họ trên tất cả các dụng cụ. Giá ở đây thì tầm 218 cho một cái cốc này, thì tương đương cũng phải là 700 hơn tiền Việt Nam. Chú sư cà phê. Đây là hạt túi cà phê hạt của nhãn hàng của họ. Thì túi này là 200 gram, chỉ có 148 tệ. Thì cái túi của họ sẽ cái cách trưng bày như thế này. Trên này nó sẽ có là tên của sản phẩm của công ty nào nè, rồi là thành phần, rồi nơi sản xuất, hạn sử dụng, địa chỉ của nhà máy sản xuất. Hạn sử dụng nó để ở trên đây, sân chẳng rưu chi. Là sẽ là ngày sản xuất là ngày 26 tháng 11 năm 2022. Bao bì cũng rất là đơn giản, nhưng mà họ gói theo cái kiểu là đáng lẽ nó sẽ ở cái phía trên, nhưng mà họ sẽ bẻ lại cái phần phía trên xuống nữa. Cái ly giữ nhiệt này cũng khá là đơn giản, màu trắng và có một cái biểu tượng ở đây. Mình thử mở xem cái cách ha. Họ sẽ có hai lớp, thì lớp này thường là mình sẽ bỏ trà bên trong. Trà bên trong, sau này sẽ bỏ cái này ở phía dưới, thì sau này thì mình sẽ rót trà thì nó sẽ dễ hơn. Mình thấy cái vỏ khá là chắc. Cái ly này thì tầm khoảng 378, khá là mắc. Còn 1 triệu đó mọi người, hơn 1 triệu đó, tính ra là 400 tệ. Còn 1 triệu mốt, 1 triệu 2 một cái ly như thế này. Thì thị trường cà phê ở Trung Quốc ấy, thì đa phần thì mọi người sẽ rất là thích các cái sản phẩm POSM. Ví dụ như bình, túi, các cái vật dụng kèm theo, nó sẽ rất là hút mọi người. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương cho nên cũng rất là nhiều người đến ở đây. Đây là quầy cà phê của hãng Blue Bottle. Thì mọi người thấy cũng rất là đơn giản đúng không? Mình thấy cái ấn tượng duy nhất ở đây đó là cách trang trí rất là đơn giản, thô mộc và kiểu rất là hiện đại. Bây giờ mình sẽ tiện tay thử đặt một cái ly thử như thế nào nhé. Chúng ta có thể
待会儿收到短信通知，或者是听到叫到您的号名字的话，过来取就可以了，大概10到15分钟左右。好的。OK, bây giờ mình đã đặt được một cái ly latte rồi. Thì thường ấy, các cửa hàng mới mà bắt đầu khai trương hay gì, họ sẽ khuyến khích mình nhập cái WeChat để mà làm cái thẻ hội thành viên. Thì bây giờ mình sẽ chọn một cái nơi đẹp đẹp một chút mà ngồi nhé. Mình thấy cái chỗ này rất là đẹp nhưng mà rất là nhiều người ngồi rồi. Hay là... 我们在哪里坐呢？哎，这里，我可以在这里啊？有吗？好的。Mọi người ở đây thì đang quay kiểu giống như cửa hàng đang mới khai trương á, cho nên là rất là nhiều KOL, KOC đến đây để quay.Đây, ly latte của mình đã đến rồi. Sữa bây giờ mấy ở tham mình đã sang bèo. Đúng rồi. Để mấy ở. Cái ly này mọi người thấy là họ cũng dùng rất là đơn giản. Họ dùng cái ly. À, đây. Cái dĩa này có nè. Cái dĩa này có cái logo hình cái chai màu xanh giống như cái tên logo của họ. Đó. Cái cách dùng cũng rất là xinh.好了，那试一试。汤吧。Mọi người thấy là ở đây cái cách mà họ trang trí cũng rất là đơn giản. Ngay cả những cái kệ như thế này họ đều có thể show ra. Bởi vì cơ bản là mình cũng không hiểu nhưng mà những cái cách trang trí như thế này làm cho mình rất là thích, kiểu rất là mộc ấy, mộc và gần gũi với thiên nhiên.Đến cái hệ thống máy sưởi, máy lạnh ở phía trên họ đều để trần trụi hết, không có cần phải che lại. Nhìn rất là...đơn giản, cho nên mình nghĩ là cái thời gian để thi công những cái quán như thế này nó khá là nhanh. Bạn có bản thiết kế thì thi công chắc tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi là xong rồi.